mộng động, nhưng mà trước mắt tao từng thấy khi mà đàn anh đi cả F1 vẫn biết nhau từng ngày để mà khi nào cũng mọi người nói là vì rap về đi lên đi chơi tăng dương F1 như thế cuối cùng đàn em đi về đâu khi mà mở mày đứng ra thì tất cả anh giả lời tới mấy đầu biết nhìn trước mắt thì không hề nhận luôn bảo thủ cho mình sợ tình là cái đéo mấy năm nay khi tình cả thằng đắp lớp được mình pha hạ đắp lại cho anh này tụi bay muốn cái đéo gì nói tao cũng cho mày gan xong rồi im hỏng mà người đó cho tụi nhỏ nó yên bình để cho tụi đại đã quyết định có một ngày được yên tĩnh trời người cao lòng mình hay cũng thấy người khác nhận xét còn đây tao nói những điều từ tập không bao giờ bộc phát anh em ra về cứ nghe kỹ đi rồi từ từ cho nhận xét.